Cách dạy con nhìn nhận về vật chất của gia đình Lý Hải. Làm vườn đời thật hay bán vé số trong phim đều là để con biết giá trị. Ví dụ mình mua 20 ngàn, ba dẫn con ra siêu thị, con mua cái bó rau muống về để mình về mình lặt mình nấu canh. Với con ra con trồng từ nhỏ lớn, cái cây rau muống mới gieo hạt rồi nó lớn lên, rồi mình gặt vô mình ngọt mình lặt để mình nấu canh. Thì lúc đó mình sẽ quý cái bó rau nó khủng khiếp luôn. Bởi vì khi mà đồng tiền cũng vậy đó, khi bản thân con làm ra con xài 20 nghìn, 50 nghìn, 10 nghìn, con cảm thấy là nó đã và nó sướng lắm, và con biết cách sử dụng cái đồng tiền nó đúng chỗ đúng nơi. Đó, còn khi mà tiền mà của người khác cho con là con sẽ xài phung phí. Gia đình Lý Hải vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là độ ngoan ngoãn cũng như cách dạy con đặc biệt của gia đình này. Trong lần dắt các bé về quê chơi cùng bà nội, hai con trai của Lý Hải đã nhận được nhiều lời khen khi ngoan ngoãn ăn hết sạch cơm và đồ ăn đến nỗi mẹ Hà còn đùa là ăn vét cái tô luôn. Nhưng dù ngoan ngoãn là thế thì cộng đồng mạng vẫn nghe được tiếng bà Hải dặn các bé rằng ăn xong phải dọn dẹp cái tô nha, thậm chí là dặn không còn dư một hạt cơm nào luôn mới chịu. Nhưng dù muốn các con ăn hết không kén chọn đồ ăn cũng như tự mình dọn dẹp, Lý Hải vẫn bảo các con cứ việc ăn từ từ cho hết chứ không có gì cả. Không những vậy, anh còn tranh thủ lúc nào có thời gian nói chuyện với con sẽ nói cho con nghe về giá trị của những món đồ, vật chất xung quanh mình. Ví dụ như việc để các con làm vườn, không những mang ý nghĩa về việc để các con trải nghiệm và làm quen với thiên nhiên mà còn là giúp các con biết được giá trị của lao động. Nếu như mua một bó rau ở siêu thị hay ở chợ, thường chúng ta sẽ cảm thấy rất dễ để có thể lặt hoặc bỏ. Nhưng nếu là một bó rau do mình trồng từ nhỏ đến lớn rồi lặt vào để nấu canh sẽ thấy có giá trị khác, cảm thấy tiếc, thấy quý vì mình đã tới 2 tháng trời để có được một bó rau, nên sẽ không dám vứt cả một đoạn rau già, chỉ cần ăn được là giữ lại để ăn. Và đó là giá trị của vườn mà anh muốn các con phải biết. Mà điều anh muốn các bé hiểu hơn nữa là đồng tiền cũng giống như vậy. Nếu như là tiền mình làm ra, xài 20.000, 50.000 sẽ cảm thấy sướng lắm và sẽ biết cách sử dụng tiền đó đúng cách đúng nơi chứ không phải là xài phung phí. Đến cả việc để con bán vé số trong phim của mình cũng nhân đó để giáo dục con theo cách riêng của anh. Anh muốn cho con biết rằng trên đời này còn rất nhiều mảnh đời như thế chứ không phải ai cũng may mắn và như nhau. Nam ca sĩ muốn rằng con có thể cảm nhận được cuộc sống bên ngoài là như thế. Đáng nói nhất là thái độ mà các bé lắng nghe khi được ba dạy đã khiến cho cộng đồng mạng vừa suýt xoa vừa muốn xin vía vì các bé quá sức là hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Trước đó, Lý Hải và Minh Hà khi nhận được câu hỏi rằng nhà có 4 bé thì liệu rằng có xảy ra chuyện các con cảm thấy nạnh nhau hay không? Thì Lý Hải cho biết rằng vấn đề con nít có ganh tị với nhau hay không là do người lớn, nên anh sẽ luôn tạo cảm giác công bằng với con. Nếu đã thương bé này thì phải thương luôn cả bé kia, hôn bé này sẽ hôn cả những bé còn lại để các con không cảm thấy ganh tị với nhau. Lý do cho điều này chính là vì xuất phát điểm của Lý Hải là mình là một người có xuất phát điểm bình thường và bà xã cũng thế, nên không muốn các con ỷ lại. Điều quan trọng nhất mà anh muốn chính là các con mình nên người, mong rằng con mình có thể làm người tử tế, nuôi được bản thân và được gia đình mới là ước mơ lớn nhất của Lý Hải Minh Hà. Có thể thấy, dù cho sở hữu khối tài sản lớn và được đánh giá là hời khi làm phim nhưng Lý Hải vẫn dạy các con phải biết trân quý vật chất chứ không ỷ lại hay phung phí. Còn bạn, bạn thấy sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho Gian biết với nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!